Hur kommer du till skolan? Hur kommer du till skolan? Jag cyklar till skolan. Jag åker med buss till skolan. Jag åker med buss till skolan. Jag tar bussen till skolan. Jag tar bussen till skolan. Med bussen. Med buss. Jag kör bil till skolan. Jag kör bil till skolan. Jag kör bil till skolan. Min pappa kör mig till skolan. Jag åker till skolan med skoltaxi. Jag åker till skolan med skoltaxi. Jag åker med skoltaxi till skolan. Jag åker med skoltaxi till skolan. Jag åker med tåg till skolan. Jag åker med tåg till skolan. Jag åker med tåg till skolan. Moped. Moped. Trong tiếng Anh cũng là việc giống nhau các bạn ha, đều đọc là khác nhau thôi. Đọc là moped. Moped. Jag går till skolan. Jag går till skolan. Khi mà nói câu đó các bạn thì người nghe là hiểu là tôi đi đến trường không biết bằng cách nào các bạn, bằng xe hơi hoặc là bằng xe đạp hoặc là đi bộ hoặc là đi tàu. Còn cái câu tiếp theo là jag promenerar till skolan. Thì người nghe hiểu là là tôi đi bộ đến trường á các bạn, đi bằng đôi chân á đến trường. Cho nên các bạn cố gắng học cái câu nào từ nào nó chắc chắn từ đó để cho khỏi lẫn lộn á, và nói nhiều nữa các bạn và nghe nhiều nữa thì tự nhiên nó thành thói quen á. Jag åker med tunnelbana till skolan.